Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế chưa thể khẳng định đũa dùng một lần có chứa chất độc hại và đề nghị Đài Loan thông tin cụ thể là sản phẩm của công ty nào ở Việt Nam. Bắt quả tang sử dụng nhất thải để tưới rau muống tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, nơi được xem là thủ phủ rau muống của thành phố Hồ Chí Minh. Tràn lan lò vôi thủ công không có giấy phép gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng việc xóa bỏ nó lại không hề dễ dàng ở nhiều địa phương. Và trong phần tin quốc tế, Mexico đã bắt giữ trùm ma túy khét tiếng El Chapo sau 6 tháng tuần ngục. Một sự kiện hy hữu vừa xảy ra tại triển lãm CES 2016 khi cảnh sát Mỹ bất ngờ tịch thu toàn bộ gian hàng của một công ty chuyên sản xuất ván trượt của Trung Quốc. Vào rạng sáng nay, mùng 9 tháng 1, một xà lan với 2 thuyền viên đã bất ngờ gặp nạn trên vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều lực lượng đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm. Cụ thể, vào rạng sáng nay, xà lan SK3289 bị sóng đánh chìm tại khu vực gần Đầu Đá, Thạnh An. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo cứu nạn khẩn cấp, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động xung quanh hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, trung tâm này điều động tàu SIR 272 ra hiện trường để phối hợp với các phương tiện khác. Đến khoảng 6 giờ sáng, lực lượng tìm kiếm phát hiện xà lan bị lật úp tại vị trí phao số 18, luồng Thị Vải, Vũng Tàu. May mắn, 2 thuyền viên đã được ứng cứu kịp thời. Sáng nay, mùng 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang bà Chu Thị Lan, chủ vựa rau tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, sử dụng chất thải là nhớt xe để tưới rau muống. Theo đó, tổ công tác bí mật tiếp cận và phát hiện bà Lan sử dụng nhớt thải đổ xuống ruộng rau muống có diện tích khoảng 500 m² do chính bà làm chủ. Qua làm việc, bà Lan thừa nhận quy trình trồng rau muống của mình từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ vỏn vẹn 23 ngày. Trong quá trình canh tác, bà có sử dụng phân đạm, phân bón lá để kích thích tăng trưởng rau muống. Ngoài ra, sau mỗi đợt thu hoạch, bà Lan còn sử dụng nhớt thải để diệt trừ giầy cho đợt nảy mầm mới. Theo đó, bà Lan thu mua nhớt thải từ các tiệm sửa xe trên địa bàn với giá 12.000 đồng một lít, sau đó bơm ngập nước vào ruộng rau muống và đổ nhớt thải xuống. Bà Lan cho biết mình sử dụng nhớt thải mục đích là diệt trừ sâu bệnh với chi phí thấp, hiệu quả cao, chứ không biết nhớt thải là chất thải nguy hại bị cơ quan quản lý nhà nước cấm xả ra môi trường. Cơ quan công an đã lập biên bản để xử phạt hành chính về hành vi xả thải chất thải nguy hại ra môi trường của bà Lan. Liên quan đến việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Đài Loan cho rằng đũa dùng một lần từ Việt Nam có chứa chất độc hại. Vào chiều nay trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết cơ quan này chưa thể khẳng định được và đang chờ thông tin từ Đài Loan cụ thể là sản phẩm của đơn vị nào. Theo đó, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi cho Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin sản phẩm đũa tre là của công ty nào ở Việt Nam để tiến hành kiểm tra. Cũng liên quan đến vấn đề này, Phó Sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong quy trình sản xuất đũa dùng một lần, các doanh nghiệp được sử dụng các chất khác nhau. Tuy nhiên, đây đều là những chất có trong danh mục được phép sử dụng. Những chất này không gây hại cho sức khỏe. Trước đó, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Bộ Y tế Đài Loan có thông báo về kết quả lấy mẫu và kiểm nghiệm đối với sản phẩm đũa dùng một lần năm 2015 tại Đài Loan, Trung Quốc. Trong 250 mẫu được kiểm tra, phát hiện một mẫu có chứa chất biphenyl và 3 mẫu chứa hydrogen và peroxide. Tất cả các mẫu đều có nguồn gốc từ Việt Nam. Sáng nay, mùng 9 tháng 1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 với quy mô 500 giường bệnh đã chính thức đi vào hoạt động. Đây sẽ là cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm có quy mô lớn nhất và là bệnh viện đầu ngành chuyên khoa điều trị các bệnh truyền nhiễm ở nước ta. Khu khám bệnh của bệnh viện gồm 8 phòng khám, một buồng xét nghiệm huyết học, sinh hóa, sinh học phân tử. Và đặc biệt, toàn bệnh viện mới này có 3 phòng cách ly áp lực âm, chuyên dùng để cách ly các bệnh nhân nghi ngờ mắc hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm AH1N1, Ebola hay MERS-CoV. Khu khám bệnh sẽ hoạt động trước tiên nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh và các khu vực lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Khi bệnh viện về đây thì là chúng em rất là vui ạ. Chúng em không phải đi xuống dưới Hà Nội đông đúc chật người đi lại, ở đây thì sẽ thuận tiện hơn ạ. Nếu mà sau này mà ở đây cũng tổ chức khám chuyển bảo hiểm y tế thì về đây thì tiện hơn. Việc xây mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nằm trong chủ trương giảm tải đối với các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến Trung ương. Và đây là cái cửa ngõ của thủ đô, rất gần sân bay. Và vì vậy cho nên Bộ Y tế cũng quyết định đặt cái bệnh viện tại chỗ này để có thể sẵn sàng thu dung những cái bệnh xâm nhập và chúng ta có thể ngăn chặn trước khi mà bệnh xâm nhập vào Việt Nam được. Phải nói rằng đây là một cơ sở được thiết kế hiện đại, đúng cái quy chuẩn của phòng chống bệnh dịch. Những năm qua tại Việt Nam, nhiều dịch bệnh tái nổi như sốt xuất huyết, viêm não, dịch sởi và mới nổi đã đe dọa như Ebola, MerSCoV. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng chống các dịch bệnh đó. Chiều nay, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc nắm tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và đảm bảo hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cho biết, từ tháng 12 năm 2014 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra trên 41.700 vụ, trong đó xử lý hơn 24.000 vụ việc, tăng hơn 4.600 vụ việc so với năm 2014. Tình hình hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp trước Tết Nguyên đán thường gia tăng, diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất, thủ đoạn, với những cách thức ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Hiện Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào các nhóm hàng, ngành hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Bính Thân. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đặt ra yêu cầu với thành phố Hà Nội phải đẩy mạnh công cuộc chống buôn lậu trở thành phong trào của toàn dân, còn chủ động thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán đang đến gần. Công ty Toyota Việt Nam vừa chính thức phát đi thông báo sẽ triệu hồi gần 20.000 xe để kiểm tra, sửa chữa và thay thế công tắc chính điều khiển lên xuống kính cửa sổ của 3 dòng xe là Corolla, Vios và Yaris. Cụ thể, trong tổng số 19.616 chiếc xe liên quan đến chiến dịch triệu hồi này của Toyota Việt Nam, thì có 12.611 xe Corolla và 7.002 xe Vios sản xuất trong nước từ ngày 5 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, cùng 3 xe Yaris nhập khẩu sản xuất từ ngày 1 tháng 9 năm 2009 đến ngày 1 tháng 7 năm 2010. Nguyên nhân là các cụm tiếp điểm trong công tắc cửa sổ điện của các xe bị ảnh hưởng được bôi trơn bởi một loại mỡ đặc dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, có khả năng loại mỡ này được bơm vào các tiếp điểm không đều. Cụm công tắc có thể bị quá nhiệt và nóng chảy, gây ra khói và có khả năng dẫn tới cháy. Chương trình triệu hồi khởi động từ ngày 8 tháng 1 năm 2016 tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của TMV trên toàn quốc. Sáng nay, hơn 100 gương sáng điển hình trên khắp cả nước về các lĩnh vực đời sống, xã hội và nghiên cứu khoa học đã được vinh danh nhận giải thưởng Kova lần thứ 13 diễn ra tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng Kova lần thứ 13 đã vinh danh đóng góp của 5 công trình nghiên cứu khoa học đã được đưa vào ứng dụng, 6 tấm gương có những việc làm nhân văn cùng với 18 sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, giải thưởng Kova còn trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 8 triệu đồng cho những sinh viên giàu nghị lực, vượt khó học giỏi. Ở hạng mục kiến tạo, giải thưởng Kova lần thứ 13 đã trao cho tập thể y bác sĩ của Bệnh viện Trợ Rẫy với công trình xây dựng và đánh giá hiệu quả trong việc quản lý sử dụng thuốc kháng sinh tại bệnh viện này. Giải thưởng còn trao cho bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh với kỹ thuật lọc máu liên tục trong điều trị tay chân miệng khi các giải pháp khác không còn hiệu quả. Phương pháp này còn áp dụng cho các bệnh nhân suy đa cơ quan do ong đốt, nâng tỷ lệ cứu sống từ 20 lên đến 90%. Đặc biệt, hạng mục Sống đẹp đã trao cho tập thể đảo Trường Sa ở Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân và thiếu tá Lê Minh Phúc trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thiếu tá Lê Minh Phúc trong lúc là thuyền trưởng tàu KN22 đã từng 168 lần tiếp cận xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển đảo, từng bị thương nhưng vẫn kiên cường làm nhiệm vụ. Trải qua 13 năm tổ chức, giải thưởng Kova đã trao cho hàng trăm công trình, tấm gương người tốt việc tốt, cũng như trao thưởng cho hàng ngàn sinh viên trên khắp cả nước. Dự kiến trong thời gian tới, giải thưởng sẽ mở rộng sang cả các nước trong khu vực. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau vụ 8 người tử vong do ngạt khí CO ở một lò vôi tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, thì tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đến năm 2020 sẽ dần xóa bỏ toàn bộ khoảng 200 lò vôi thủ công đang hoạt động thường xuyên hay thời vụ trên địa bàn tỉnh này. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện đang lên phương án quy hoạch xây dựng lò vôi hiện đại, đảm bảo an toàn lao động, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm. Còn các lò vôi thủ công sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Trong số 900 lò vôi trong toàn tỉnh, có 40 lò hoạt động thường xuyên, còn lại 160 lò hoạt động theo thời vụ. Sau vụ việc 8 người chết do ngạt khí ở lò vôi xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh này đã đình chỉ hoạt động nhiều lò vôi trên địa bàn để thanh kiểm tra điều kiện sản xuất. Trước đó, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành đo nồng độ khí thải ban đầu trong khu vực lò vôi xảy ra tai nạn và ghi nhận vượt gấp 8 lần quy chuẩn cho phép. Các nạn nhân cũng được xác định tử vong là do bị ngạt khí CO. Phát triển kinh tế là quy luật của xã hội, nhưng phát triển bền vững hay không lại là chuyện khác. Như vụ 8 người thiệt mạng ở Thanh Hóa là hệ quả của quá trình phát triển các lò vôi tự phát, không có sự kiểm soát. Và thực trạng này không chỉ diễn ra ở Thanh Hóa. Phản ánh sau tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, một trong những địa phương có số lượng lò vôi tự phát cao nhất cả nước hiện nay. Hàng chục lò vôi thủ công thi nhau mọc sát ngay mặt đường đi vào thị trấn Minh Đức. Để phục vụ cho lò vôi này, các xe tải chở đá ra vào hoạt động suốt ngày đêm. Trên đầu, những rổ đá vôi treo lơ lửng, không có bất cứ phương tiện bảo hộ lao động nào. Thế nhưng, bên dưới, các công nhân của lò vôi vẫn thản nhiên làm việc. Làm cảm thấy bình thường, nếu mà ảnh hưởng thì làm ra được. Tôi làm 5 năm rồi, tôi làm cái nò này là 4 nò rồi, có ra đâu. Chỉ có mỗi người mình mà nó ăn uống kém thì nó không có sức khỏe thôi. Còn đâu bình thường làm được thì bác mới nhận, không làm được thì nhận làm sao mà. Lò vôi của gia đình ông Lê Văn Chim thuộc khu phố Quyết Tiến. Với sản lượng trung bình 5 tấn một ngày, thì mỗi năm sản lượng vôi được tiêu thụ của lò vôi này lên đến hơn 1.000 tấn. Hơn 20 năm hoạt động, những lò vôi công nghệ sản xuất lò đứng như thế này đã gây không ít nỗi bức xúc cho người dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, lý lẽ để chủ cơ sở bao biện thì vẫn luôn có. Ở đây là chúng tôi đều là có phương pháp xử lý bằng cách là làm bằng máy móc nhẹ nhàng, chứ không có rêu mà không có để cho bụi cho ra môi trường, không để nhân dân người ta kêu cung gì cả. Nếu mà ai mà nói hoặc là có thế nọ thế kia thì chưa thấy. Thế cho nên là cái sự làm đây nó xa dân, chứ nó không có ảnh hưởng gì vào dân cả. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Minh Đức, hiện nay địa phương này có tới 54 lò vôi. Trong đó, nhiều lò vừa được xây mới, công suất cao nhưng không có giấy tờ cấp phép hoạt động về môi trường. Do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân sống gần lò vôi phản ứng nên Ủy ban Nhân dân thị trấn Minh Đức không ký tiếp hợp đồng cho thuê đất nữa. Nhưng hầu hết các lò vôi thủ công tồn tại từ nhiều năm qua thì địa phương chưa có phương án di rời đi nơi khác. Đấy, địa phương chỉ có cái cảnh báo đấy là tình hình nó như thế, thì các vị nào ăn rồi là quản lý rồi điều hành làm sao nó đảm bảo an toàn. Nhưng có bây giờ cũng để xảy ra sự cố thì vậy không nên để xảy ra. Thì địa phương chỉ có làm công tác tuyên truyền vận động thôi chứ còn chưa có biện pháp mạnh gì cả. Toàn địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 82 lò vôi thì có đến 81 lò tập trung ở hai xã Minh Tân, Minh Đức của huyện Thủy Nguyên. Trong số này, chủ yếu là các lò hoạt động tự phát, không có giấy phép kinh doanh, giấy phép có liên quan theo quy định về bảo vệ môi trường. Những cửa lò được nung đốt cả ngày lẫn đêm khiến cho môi trường ở đây bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Lò vôi thủ công vẫn được hoạt động tại nhiều địa phương. Ô nhiễm môi trường, sức khỏe, người lao động thì bị đe dọa, đó có thể là những nguy cơ về lâu dài. Và rõ ràng cho chúng ta thấy những nguy cơ chết người đang diễn ra hàng ngày hàng giờ tại các lò vôi thủ công, nhưng không phải ai cũng biết và thậm chí là chính những người làm nghề tại nhiều địa phương cũng không hề hay biết. Một lò vôi thủ công có cấu tạo gồm phần lõi và phần giữ nhiệt. Phần miệng lò được để lộ thiên. Phần đáy lò là các cửa lấy sản phẩm và phần đốt nhiên liệu. Đá vôi và than được xếp xen kẽ trong quá trình đốt, nhiệt độ lên tới cả 1000 độ C. Trong quá trình đốt sẽ sinh ra hai loại khí là CO và CO2. Nếu lò được vận hành liên tục thì phần khí này sẽ được đẩy lên phần miệng lò và khuếch tán ra không khí. Nếu như nhiệt của lò không đủ mạnh thì khí CO và CO2 sẽ bị đẩy xuống cửa lò. Và khi hít phải khí CO với nồng độ cao, người lao động sẽ bị ngộ độc. Cái phần nhiên liệu trong lò cũng không có gì đảm bảo cháy hết hoàn toàn. Thế thì cái phần khí thải nó vẫn tiếp tục sinh ra, hoặc nó vẫn còn đang ở trong đấy thì nó sẽ rất là chậm để thoát ra khỏi lò, hoặc thậm chí nó không thoát được, vì khi lò nguội dần thì khả năng mà thông gió tự nhiên là rất kém. Không gian ở phía đáy lò thì hiện nay có cái nồng độ khí đơ, các cái khí CO và CO2 sẽ cao hơn rất nhiều so với xung quanh. Và khi đấy thì cái người công nhân lúc này vận hành ở phía dưới của lò, ở cái cửa xả sản phẩm ra thì sẽ lại có nguy cơ chịu cái ngộ độc về khí. Trung bình một lò vôi thủ công hiện nay có công suất từ 15 đến 20 tấn một ngày và chia làm nhiều lần đốt. Lượng khí thải sinh ra từ các lò vôi thường gấp nhiều lần công suất than và đá được đốt. Đó là chưa kể lượng bụi khổng lồ cũng được sinh ra gây ô nhiễm môi trường, nguy hại trực tiếp đến người lao động. Một là cái bụi vôi và hai là cái bụi do các cái tro xỉ, do cái nhiên liệu sinh ra. Thế thì cái bụi vôi thì nó nguy hiểm hơn đối với người lao động. Lý do là gì? Bởi vì nó có thể gây bỏng, vì bản thân khi người ta làm việc có thể nóng bức, nó chảy mồ hôi thì cái vôi nó chạm vào người ta thì gặp cái nước đấy lập tức có thể nó coi như là một cái vôi tôi luôn và nó làm cho người ta bị bỏng. Nguy cơ từ các lò vôi là rất lớn. Thế nhưng đây lại là thực tế tại các làng nghề. Hàng chục lò vôi tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hoạt động liên tục ngày đêm, không lò nào có hệ thống ống khói. Những người công nhân làm việc tại đây không có bảo hộ lao động. Làm ở đây 2 năm nay rồi, còn bụi khói thì không thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa còn thì từ giờ ra đi thì không biết. Trang bị bảo hộ lao động, rồi trang bị kiến thức về an toàn lao động, về quy trình sản xuất, quy trình an toàn lao động trong quá trình vận hành lò nung vôi thủ công. Đây nó là những vấn đề mà gọi là cái này thì nếu mà thì trách người dân là một phần, nhưng mà tôi cho đây là trách nhiệm của những người quản lý. Thị trấn này nhiều người đã phải bỏ xứ mà đi vì không chịu được bụi từ lò vôi. Con sông cũng bị băm nát bởi hoạt động từ lò vôi. Nhưng mỗi lò vôi cung cấp việc làm cho từ 10 đến 20 lao động với mức thu nhập khoảng 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Thì đó lại là mức thu nhập khá cao ở nông thôn hiện nay. Nghề vôi là nghề nặng nhọc, nhưng thu nhập cho những người công nhân lại chẳng đáng là bao. Thế nhưng nhiều lao động vẫn phải chấp nhận gắn bó với cái nghề vốn được coi là bạc bẽo này. Vì miếng cơm manh áo, nhiều người chấp nhận đánh đổi sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của mình để làm việc trong các lò vôi thủ công. Bà Nguyễn Thị Thơm gắn bó việc ở lò vôi từ hơn 4 năm nay. Công việc dường như khá đơn giản, như chỉ là cào, cuốc, nhặt vôi củ từ lò vừa nung. Thế nhưng khổ nhất là vôi phải làm lúc mới ra lò. Với chị em phụ nữ, cái nóng rát mặt, cháy găng tay, dây ủng của công việc cào vôi là cả cực hình. Làm bây giờ đi làm cái nghề gì nó phải bụi chứ. Vôi nó bình thường, tất nhiên nó cũng phải bụi hơn những cái nghề khác. Chẳng hạn như đi xây đi hay gì thì này nó cũng đỡ hơn. Những công nhân ở các lò vôi chủ yếu là người dân địa phương. Trong quá trình công nghiệp hóa, Nhiều ruộng vườn của họ bị thu hồi để xây dựng nhà máy. Không đủ điều kiện trở thành công nhân trên chính mảnh đất của mình. Thiếu việc làm, những người phụ nữ luống tuổi buộc phải gắn bó với nghề vôi để kiếm miếng cơm manh áo. Dù khó nhọc, sức khỏe giảm sút, nhưng không một ai dám có ý nghĩ bỏ nghề. Tháng chỉ được vài đồng ấy, không đủ. Bây giờ nó sống vất vả, giờ nghề nghiệp không có, giờ vào người ta không nhận. Giờ già rồi có đứng tuổi rồi không ai nhận nữa. Giờ chỉ có mấy chị em bà con là người đứng tuổi thôi. Bây giờ vào đây chỉ làm ngày bữa thôi, ngày chỉ được vài đồng thôi. Để có thể cho ra những mẻ vôi chất lượng, các lò vôi thủ công phải sử dụng lượng lớn nguyên liệu, đá vôi, than củi, than bùn và củi đốt. Mỗi lò đốt lửa liên tục từ 10 đến 15 ngày đêm, nên người dân quanh năm phải hít khí than, ăn bụi vôi. Người lao động làm tại đây phải sử dụng khẩu trang, giày, ủng, găng tay để chống chọi sức nóng tỏa ra từ lò. Tuy nhiên, những trang bị này không thấm gì so với điều kiện làm việc. Thôi cũng may các bác mở cái lò này cho công nhân kiếm bữa ăn, không có thì cũng chết đói đấy. Vì là con em đấy vừa đi rồi cháu đi bộ đội về, nộp mấy cái hồ sơ có nhận đâu, cứ lấy con gái con trai không lấy. Nên là các cháu ra còn thất nghiệp thế thôi. Ra rồi thì các bác mở công ăn việc làm cho thì mình xin cảm ơn các cô là hỗ trợ cho lấy công ăn việc làm. Vất vả, khó nhọc là thế. Và dẫu sức khỏe bị đánh đổi, hay có thể đâu đó vẫn nghe tin đã có những người phải bỏ mạng vì khí độc lò vôi. Thế nhưng, thời buổi này đâu dễ kiếm được việc để nuôi sống cả một gia đình. Tin quốc tế, sáng ngày 8 tháng 1 tại huyện Los Mochis thuộc bang Duyên Hải, Tây Bắc, Sinaloa, lực lượng liên bang Mexico đã phối hợp thành công và bắt lại được tên trùm tội phạm Joaquin Guzman Loera, biệt hiệu là El Chapo, sau 6 tháng tên này vượt ngục. Đây là Guzman, 58 tuổi, được coi là một trong những tội phạm có quyền lực nhất thế giới trong giới buôn ma túy. Joaquin Guzman, El Chapo. Phát biểu với báo chí tại Cung điện Quốc gia cùng ngày, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết việc bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm số 1 này là kết quả nỗ lực của các tổ chức an ninh nhà nước, đồng thời là một thành công lớn của chính quyền. Tổng thống Nieto nhấn mạnh việc bắt giữ El Chapo chứng tỏ năng lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Cho đến nay, Mexico đã bắt giữ được 98 trong tổng số 122 tội phạm nguy hiểm. Trùm tội phạm Guzman trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng gắt gao nhất Mexico hồi tháng 7 năm 2015 thông qua một đoạn đường hầm dài 1,5 km tại khu vực nhà tắm của nhà tù và dẫn đến một tòa nhà đang xây dựng bên ngoài. Vụ việc đã gây chấn động Mexico, khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch truy quét trên diện rộng. Tổng giá trị mức treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ tên trùm khét tiếng nhất Mexico này hiện nay là 8,8 triệu đô la Mỹ. Đây là lần thứ 3 Guzman bị bắt lại. Sau vài ngày trời hưởng nắng thì mưa và giá rét đã xuất hiện trở lại tại bang Himachal Pradesh của Ấn Độ, khiến nhiệt độ ở đây giảm mạnh từ sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 1 năm 2016. Nhiệt độ đo được vào sáng và trưa nay tại thị trấn Dharamshala thuộc bang đã hạ xuống 6 độ C, khiến người dân co ro khi bước ra đường. Cùng lúc, nhiều người ở Dharamshala tìm chút hơi ấm từ những đống lửa đốt vội vã hai bên đường. Theo người dân, nhiệt độ đột ngột giảm sâu khiến họ hết sức bất ngờ. Trong khi đó, tại thủ phủ của bang là thành phố Simla còn ghi nhận tuyết rơi và nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C. Hiện tuyết rơi ở các bang như Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh đã ảnh hưởng trực tiếp tới các bang lân cận như Punjab, Haryana, Delhi và Uttar Pradesh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thông tin người dân Syria ở thị trấn Madaya ở phía tây của thủ đô Damas của Syria buộc phải ăn chó, mèo tới cây cỏ và thậm chí là đất do không còn gì để ăn đã ám ảnh những người yêu chuộng hòa bình. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở Syria? Ở phóng sự sau, quý vị sẽ biết thêm một góc khuất nữa của chiến tranh, của xung đột. Đó chính là sự sống lay lắt của người dân Syria trong giá rét mùa đông. Ngoại ô thành phố Aleppo, địa danh từng sầm uất nhất của Syria. Sau gần 5 năm nội chiến, các con phố trở nên vắng vẻ. Mưa, rét và giá lạnh càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm, hoang tàn của thành phố. Còn con người càng lúc càng trở nên yếu ớt trước những trận rét kéo dài. Không còn gì để sưởi ấm, để nấu ăn, người dân bóc dần những thứ có thể đốt được ở trong nhà, từ giấy cho tới cửa gỗ để đốt. Cầm hơi xong, họ lại đổ ra ngoài đi tìm những thứ có thể đốt, có thể sưởi. Và cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ chấm dứt khi họ không tìm ra nguồn nhiên liệu để nấu, để sưởi nữa. Tôi bắt đầu bằng việc đốt mọi thứ tìm thấy trong nhà để sưởi ấm cho bọn trẻ. Bọn trẻ cần phải ăn và nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm ra củi. Từ rất lâu rồi, chúng tôi không còn được nhìn thấy ánh điện, nước máy và khí ga nữa. Trên thực tế, nếu đi sâu vào thành phố Aleppo, vẫn thấy có chỗ bán ga. Tuy nhiên, ăn còn chẳng đủ, những người này làm sao dám nghĩ tới việc mua ga. Còn những người mưu sinh bằng nghề bán ga, họ cho hay cả họ và sinh kế này rất có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Bán nhiên liệu trên đường thế này nguy hiểm lắm. Các máy bay ném bom có thể nhắm vào chúng tôi bất cứ lúc nào, mà hàng của chúng tôi cũng chẳng bán được nhiều, vì nó càng lúc càng đắt đỏ. Trước 20 bảng Syria 1 lít, thì giờ lên tới 200 bảng Syria. Cắt cổ như thế thì ai dám mua. Những thứ có thể đốt để sưởi đang cạn dần. Nguồn thực phẩm có lẽ cũng không dồi dào tới mức giúp những người này cầm cự lâu thêm. Và rồi có lẽ những đứa trẻ như thế này cũng sẽ sớm xuất hiện ở Aleppo. Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công quả bom nhiệt hạch, đài truyền hình KCNA của nước này đã phát đi hình ảnh ăn mừng của người dân ở Pyongyang diễn ra vào ngày hôm qua 8 tháng 1. Trước đó, vụ thử bom nhiệt hạch đã gây nên phản ứng mạnh mẽ từ dư luận quốc tế, đặc biệt là từ phía Mỹ và Hàn Quốc. Theo kênh truyền hình KCNA, khoảng 100.000 binh sĩ và dân thường đã tham gia tụ họp tại quảng trường Kim Il-sung ở Pyongyang để ăn mừng sự kiện nước này thử bom nhiệt hạch vào hôm 6 tháng 1. Người Mỹ đã phớt lờ yêu cầu thay thế Hiệp định chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất của chúng tôi bằng một hiệp ước hòa bình để thiết lập sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Thay vào đó, Mỹ lại sa lầy vào những lệnh cấm vận kinh tế, đàn áp chính trị và những cáo buộc vô lý về nhân quyền nhằm chống lại đất nước của chúng tôi. Đến tối ngày hôm qua, người dân Triều Tiên còn nhảy múa trên đường phố, xem pháo hoa ăn mừng. Màn pháo hoa hôm nay nhằm ca ngợi sự kiện nổ bom nhiệt hạch. Vụ thử bom nhiệt hạch này thể hiện sức mạnh của quê hương và cũng cho thấy thái độ cứng rắn, sức mạnh của quân đội chúng tôi và nhân dân. Được biết, hôm qua ngày 8 tháng 1 cũng được cho là sinh nhật nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng không rõ ông có tham gia sự kiện hay không. Tới nay vẫn có nghi ngờ về vụ việc này và cho rằng Triều Tiên chưa có đủ trình độ để thực hiện một vụ thử bom có sức công phá lớn gấp nhiều lần bom hạt nhân. Dù vậy, Liên Hợp Quốc cho biết đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới đối với Pyongyang. Một sự kiện cực kỳ hy hữu vừa xảy ra ngày hôm qua 8 tháng 1 theo giờ Mỹ tại triển lãm CES 2016 đang tổ chức tại Las Vegas. Đó là giới chức nước này đã bất ngờ xuất hiện và tịch thu toàn bộ gian hàng của một công ty chuyên sản xuất ván trượt từ tính của Trung Quốc. Theo đó, cảnh sát đã tịch thu toàn bộ hàng trưng bày tại gian hàng của công ty Shangzhou First International Trade. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Future Motion, một công ty sản xuất ván có trụ sở tại Mỹ, từng cáo buộc công ty Shangzhou vi phạm mẫu sáng chế liên quan tới thiết kế và công nghệ của hoverboard. Các nhà sản xuất tại công ty Future Motion, cả hai sản phẩm Future Motion và Shangzhou trông giống hệt nhau, từ kiểu dáng thiết kế tới công nghệ bên trong. Do đó, Future Motion đã ngăn chặn Shangzhou ra mắt mẫu sản phẩm y hệt của mình. Chúng tôi từng gửi thư cho Shangzhou vào tháng 12 năm 2015, yêu cầu công ty này tuân thủ luật chơi, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Luật sư của chúng tôi nói rằng, một ngày trước khi triển lãm CES 2016 diễn ra, chúng tôi đã cố liên hệ lại với Shangzhou, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự im lặng. Trước đó, ngày 7 tháng 1, Future Motion đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ yêu cầu cấm Shangzhou trưng bày sản phẩm mẫu tại CES 2016. Yêu cầu này đã được tòa án chấp thuận và kết quả là vụ tịch thu ngay vào ngày hôm sau 8 tháng 1. Một công ty Đan Mạch vừa cho ra mắt một thiết bị máng trượt với chiều cao hơn 81 mét. Với công dụng đặc biệt, chiếc máng cứu hộ có khả năng sơ tán hàng trăm người khi xảy ra tai nạn tại các giàn khoan dầu. Chiếc máng cứu hộ này có chiều cao lên đến 81 m bằng với tượng nữ thần tự do. Trong trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra tai nạn tại các giàn khoan dầu, đặc biệt là trong các vụ cháy, chiếc máng này sẽ tự động hạ xuống đến mặt nước. Do đó, những công nhân tại giàn khoan có thể trượt theo đường máng xuống một chiếc bè nổi đã được trang bị sẵn và chờ giải cứu. Các nhà sản xuất cho biết chiếc máng này có khả năng sơ tán được khoảng gần 150 người chỉ trong 10 phút. Đây được xem là chiếc máng cứu hộ giàn khoan dầu thông minh nhất với chiều cao kỷ lục nhất trên thế giới. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.